nhất thiết kính lễ thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo. Điểm hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương thang quân khắp mười phương cung giảng ngôi tam bảo thể trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ ra hộ tâm bồ đề viên cố trí tu học chúng bèn xa về khổ nguồn về trong quay về bờ giác nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 20 tháng riêng tháng Quý Mão đệ tử chúng con thành tân quỷ trước thần đại tùng kinh cầu nguyện cho hương linh trần văn quế hiệu nhẫn quỳnh nguyện ngưỡng mong mời phương chư Phật chư Bồ Tát thăng quan tiến độ hương linh quy tam bảo xa bỏ thiên trần tu tập pháp lành nương nhờ Phật lực để sớm vãng sinh về cõi cực lạc. Nguyện cầu tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Giới hương đỉnh hương thứ về hương giải thoát giải thoát Giang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hương Cúng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hương Cúng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát Quyền Thế Người Đà Muôn Hiệu Đạo Dung Thập Muôn Giải Ra Mặt Trời Tám Nam Nhạc Nhân Thánh Cho Người Thương Lại Điện
này là tiếng khóc lời. Của toàn thế các con cha ơi, dẫu biết rằng công lao cha vất vả, vượt đi bao khó khăn, chân nuôi con trưởng thành. Cha ơi, bé thì cha bé cha bồng 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 bồng, những gì ngọt ngọt thì cha vẫn phần mì cho các con. Cha ơi, hay cha cứ đi đâu xa, cha cứ về đến nhà, lời các con lại được những miếng ăn ngon. Cha phật thế mới biết là công lao cha mẹ vất vả, nghĩa sinh thành nhì cũng mang nâng lòng cha ơi. Cha ơi, các con hôm nay đây cũng nên vợ nên chồng, cũng sinh sinh cháu ra. Cha ơi, con nuôi các cháu này thì mới hiểu công lao cha mẹ. Công lao cha mẹ đúng là không có gì sánh bằng. Cha hiền ơi, chúng con hiểu ra thì cha đâu còn nữa. Cha ơi, con hiểu ra thì mặt mặt xuôi tay. Cha ơi, lúc cha lâm bệnh cho đêm nay thì chúng con cũng cố gắng hết tâm hết lòng. Có bao giờ dám để cha một mình, nào chúng con có dám đi xa. Ngày hôm nay đây cha chút đi hơi thở cuối cùng, cả một cuộc đời này còn tìm đâu cho được. Cha ơi, con giờ đây đã hiểu công lao cha luôn luôn vất vả, ngày tháng nuôi con cha quên đi tất cả cho mình. Bao nhiêu vất vả ở trên đời, cha nào có gì tất nhiên.
quý, cụ ơi đoàn ta khách đã chi tộc với tình cảm bộ hoài thôn Minh Khai sẻ chia nỗi đau này. Cụ giờ nhẹ cốt ước thang mây, ôi ước nguyện trọn đời tình sau trước, để này đông thương tháng năm dài. Cụ ơi nhận tin buồn mà lòng đau khôn kể, về tây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Đây xin trân trọng một vị đại diện cho đoàn tăng khách nên nói lời vĩnh biệt, chia buồn cùng gia đình đang quyến. Kính thưa Vương Hồn ông Anh cùng toàn thể gia đình, được tin ông Anh 100 tuổi về quy ẩn tổ tiên, toàn thể các em và các cháu chi tộc họ Hoàng thôn Minh Khai trở về đây có vòng hoa tươi nén hương trầm, xin kính diễn Vương Hồn Anh nơi suối vàng mong ông Anh chấp nhận cho. Kính thưa anh ra đi là một tận tổn thất lớn đối với gia đình. Nỗi đau thương mất mát này không gì bù đắp được. Trước linh sàng anh xin phép toàn thể chi tộc họ Ngoại, các em và các cháu xin một phút tưởng niệm vĩnh biệt anh. Phút tưởng niệm bắt đầu. Vâng, kính thưa ông Thảo trưởng đoàn tăng khách, kính thưa đoàn tăng khách đã chi tộc với tình cảm hồng ngoại thôn Minh Khai kính quý. Ngày hôm nay cụ Trần Văn Quế không còn nữa, đoàn tăng khách đã chi tộc với tình cảm hồng ngoại thôn Minh Khai đã về đây dâng phẩm hương thơm nói lời ly biệt trước các cụ đi xa. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời cho các con các cháu những người thân của cụ xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời các cụ các ông các bà, đây xin trân trọng kính mời quý vị đương quốc trên địa bàn nước Con Trầu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn được cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi có nén hương thơm, có vòng hoa tươi, có cây lên sáng đến để kính viếng hương hồn ông và chia sẻ những tổn thất lớn lao, những đau thương vô hạn của gia đình. Chúc ông về nơi thế giới người hiền dưới suối vàng mát mẻ hàng thu. Để tưởng nhớ đến ông, cho chúng tôi xin phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ông ơi, ông về quái thọ không còn nữa, nhưng đoàn tăng khách với tình cảm ngoại tộc ở đài trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Trong giờ phút đông thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình đang quyến trên lời cảm tạ đoàn tăng khách với tình cảm ngoại tộc. Đây xin trân trọng kính mời quý vị quy quốc trở lại bàn đất Con Trầu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa ông về nghĩa trang quê nhà đi nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thưa hương
hồn cô kính quý, cô ơi xa xôi từ Quảng Ninh nhận được tin cô mất về đây, bỏ bùng đến sáng nào này đau thương. Cô ơi về đây xin dân toàn hương, chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị vĩnh trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ đây xin trân trọng kính mời quý vị quy hoạch trở lại bàn với con trầu. Chúng tôi là con và cháu của gia đình cụ Đắc, chị Minh Khai, thông gia với cụ. Hôm nay nhận được tin cụ với tên tổ, anh em chúng tôi có vòng hoa xuân, cây nến sáng, đến tức thức nến sáng của cụ. Trước giờ phút chia đi với việc cụ vẽ tên tổ, anh em chúng con xin cụ một phút phát hiện. Phút mà nhận bắt đầu. Cụ ơi cụ về quái thọ không còn nữa, nhưng đoàn tang khách con cháu của cụ Đắc ở này trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Trong giờ phút đau thương của họ này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị quy hoạch trở lại bàn với con trầu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn được cụ người thông gia. Gia đình của ông Mạnh và ông Diện cùng các con các cháu nhận được tin cụ mất về đây, xin rời cây đến sáng nồng này đau thương. Cụ ơi về đây xin dân toàn hương, chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Cụ ơi nhận tin buồn mở lòng đau khôn kể, về đây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, đây xin trân trọng kính mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trở lại bàn với con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thưa hương hồn cụ kính quý, sáu Lộc Thái Lộc Linh Bình vì được giá xa xôi giờ này không về được cũng gửi vòng hoa và điện buồn chia buồn cùng gia đình tang quyến. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời vị đại diện cho đoàn đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ vị đại diện cho đoàn. Xin mời vị đại diện cho đoàn quy quát trở lại bàn với con trầu. Gia đình xin chân thành cảm ơn.
đưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi hoa về thăm viếng cụ hôm nay, cửa nhà tan tóc. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ để anh em con cháu những người thân của cụ luôn tiếp và thưa lời cảm tạ, xin chân thành cảm ơn. Hương hồn cụ kính quý, cụ ơi hương trầm tỏa khói linh xa, xóa bỏ ưu tư chốn nợ đời. Cụ nay theo gót người tiên cổ, nén nhang thành kính vạn trùng xa. Cụ ơi nhận tin buồn mở lòng đau khôn kể, về đây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Thưa văn nguyên hồn cụ Trần Văn Quế vô cùng kính mến, kính thưa gia đình tang lễ, nhận tin cụ 250 về theo tiên tổ. Đoàn đại biểu của chúng cháu là họ Trần hôm nay đến có nén hương thơm, có bức chương thêu để kính viếng hơn của cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn của gia đình và không gì bù đắp được. Để tưởng nhớ và vĩnh biệt cụ, xin phép gia đình các đoàn chúng cháu để phúc mặc niệm để chào cầu chúc cụ về nơi em nghỉ tinh thần an nhất ngàn thu. Phúc mặc niệm bắt đầu. Vâng, trong giờ phút đồng thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời con có bà có bác nuôi gót trở lại bàn lễ con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút đau thương của hoạn này, vĩnh biệt cổ trước lúc đi xa, xin mời quý vị giờ này đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trở lại bàn lễ con trầu để anh em con cháu hiểu cười thật của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Thưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi nhận tin buồn mở lòng đau khôn kể, về đây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Thầy xin trân trọng kính mời vị đại diện cho đoàn lên thắp hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tang quyến. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở lại bàn lễ con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Đây trồng hoa có nước mắt rơi, hoa về tây khóc cùng người phải không? Đại diện trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên thắp hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tang quyến. Kính thưa hương của cụ, cụ hãy với quý tiên anh em các bạn gia đình cùng khoảng gần năm, cùng khoảng gần nữ
và bác Bùi Văn Nhất cùng ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, câu lạc bộ Dưỡng Sinh xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến trước linh sản cụ có lấy ngăn thương kính vấn hội cụ và đồng thời chia sẻ những mất mát to lớn cùng toàn thể tăng quyền. Trước giờ phút chia ly, xin các ban tổ chức phục vụ cho anh em con được phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trong giờ phút đồng tượng của hoàn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời cho các con, các cháu, những người thân của cụ xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị vui góp trở lại bàn với con cháu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và đưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa gia đình tang quyến, anh em chúng cháu là con của cụ Toàn không gian cụ được tin cụ 20 về quy ẩn tổ tiên, anh em chúng cháu còn nén hương thơm cây nén tháng kính viếng hương một cụ và chia buồn cùng với toàn tang quyến để tưởng nhớ đến cụ, anh em chúng cháu xin một phút bảo niệm với mắt đầu. Cõi thọ không còn nữa, nhưng đoàn tang khách của con cháu của cụ Toàn ở lại trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Trong giờ phút đông thương của hạn này, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị vui góp trở lại bàn với con cháu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Mở đối hai nhà chung con, cụ ơi những mong sao trần thế cụ còn để cho nội ngoài cháu con cậy nhờ. Cụ ơi những do tạo hóa nào ngờ, cụ đi dệt những ước mơ ngàn trùng. Xin mời một vị đại diện cho đoàn tang khách với tình cảm quốc gia lên sân hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tang quyến. Trong giờ phút đông thương vô hạn này, kiện cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được gặp ta. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị vui góp trở lại bàn với con cháu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ người thông gia về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Sáng cụ trên cõi thế gian này chỉ còn giây phút này đây, nén nhang vĩnh biệt trong ngày đau thương. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, đây xin trân trọng kính mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời ông các bà các bác vui góp trở lại bàn với con cháu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai. Kính thưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi đoàn tang khách nọ họ hàng và dân làng với tình cảm xóm giềng nhận được tin cụ mất về đây, bọc bùng đến sáng nồng này đau thương. Về đây xin dân tuần hương, chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Tính biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở lại bàn với con cháu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút đông thương vô hạn này, vĩnh biệt ông trước lúc đi xa, giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Đan Quyến xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị cư ngụ trên địa bàn Con Trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Đan Quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cổ kính quý, cụ ơi thông gia với con của cụ cũng là con, cũng hiếu cũng trung nghĩa vun tròn. Cụ nay theo gót người tiên cổ, nén nhang thành kính vạn trùng xa. Ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Đan Quyến xin được cảm tạ vị đại diện tư đoàn. Xin mời vị đại diện tư đoàn đáp hương xong rồi vương quốc trở bàn đất Con Trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Đan Quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Hương hồn cổ kính quý, cụ ơi hàng xóm tối được tắt đèn chiều anh nghe. Kính thưa hương hồn cụ Trần Quế, kính thưa ban tang lễ, kính thưa toàn thể ưu chủ, anh em con cháu làng xóm tôi vô cùng thương tiếc khi được gia đình báo tin cụ 250 về quy ẩn với tiên tổ. Anh em bà con làng xóm tôi có nén nhang thơm đến trước hết để kính viếng hương hồn của cụ, đồng thời chia buồn cùng với gia quyến, kính chúc cụ về nơi suối vàng ngàn thu mát mẻ. Anh em chúng tôi xin có cùng cháu xin có một phút mặc niệm bắt đầu. Cụ ơi cụ về quấy thò không còn nữa, nhưng đoàn tang khách với tình cảm là nàng xóm ở này trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời cho các con các cháu những người thân của cụ xin được cảm tạ. Đại xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở bàn với Con Trầu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ người làng xóm về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, được tin cụ 250 về cõi vĩnh hằng, anh em chúng cháu là con cháu của cụ có nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ và xin chia buồn cùng gia đình, chúc cho cụ về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Để tưởng niệm cụ, đoàn xin một phút mặc niệm bắt đầu. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Đan Quyến xin được cảm tạ. Đại xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở bàn với Con Trầu và cùng chung tay lo công việc cho người ông người cụ muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình Đan Quyến xin được cảm tạ. Xin trân trọng kính mời bà sư phụ sắm tổ đưa gót trở bàn với Con Trầu. Với các cháu đây đừng quậy cha quậy ông mấy lời, cha ơi giờ tiễn đưa thì mỗi lúc mỗi gần, con quậy cha suốt từ ngày hôm qua cho đến giờ mà chẳng thấy cha đâu. Cha ơi con thương cha cả đời cả vất vả gian lao, cha nuôi chúng con đây thì đã nên người, con chỉ mong sao cho cha được mạnh khỏe cha ơi, để chúng con suốt đời con được cậy trông. Nhưng ai mong ở đâu đây cha lại bỏ ra đi, cha chẳng quay về với anh chị em chúng con đây. Cha ơi chỉ còn có ít phút nữa thôi, là tình cảm cha con thời nên chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu.
và chồng con với các cháu đây thì đã quay về để cho con chăm sóc cho cha từng miếng ăn giấc ngủ. Cha ơi, sắp hết rồi con phải mất cha. Cha ơi, con gọi cha mà đau xót rất nở nhiều. Con đi mất cha rồi, con biết tìm đâu bây giờ. Cho thấy cha về với chúng con. Chào ơi, các con hôm nay đây cũng nên vợ
sinh cháu ra. Trời con nuôi các cháu nay thì mấy hiểu công lao cha mẹ. Công lao cha mẹ đúng là không có gì sánh bằng. Hiểu ra thì cha đâu còn nữa. Cha ơi con hiểu ra thì cha đã nhắm mắt xuôi tay. Cha ơi lúc cha lâm bệnh suốt đêm nay thì chúng con cũng cố gắng hết tâm hết lòng. Có bao giờ dám để cha một mình? Nào chúng con có dám đi xa? Ngày hôm nay đây cha chút hơi thở cuối cùng. Cả một cuộc đời này con tìm đâu cho được. Cha ơi con giờ đây đã hiểu công lao cha luôn luôn vất vả. Ngày tháng nuôi con cha quên đi tất cả cho về già, anh em chúng cháu là những người bạn của bác Dương trong Hiệp hội Bất Động Sản Hưng Yên. Chúng cháu nhận được tin này, chúng cháu có nén hương thơm, có vòng hoa tươi thắm. Trước tiên là đến kính viếng gương hồn ông và có lời chia buồn đến toàn thể gia quyến để tưởng nhớ đến hương hồn ông. Chúng cháu xin dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu.
nhưng chúng cháu ở lại trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị vui gót trở lại bàn lễ ban đầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Tang Quyến. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa ông về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tang chủ, cụ ơi, anh em chúng cháu là hội đồng ngũ với anh Thanh đến thăm cụ đây, ngõ vắng nhà không thấy cụ nữa chỉ còn lại nhớ thương với tháng năm dài. Cụ ơi, anh em chúng cháu với anh Thanh là tình đồng chí đồng đội. Xưa kia nơi ấy chiến hào đứa khúc chia đôi, cơm nắm xẻ lửa chăn xuôi đắp cùng. Bây giờ về đời thường vẫn là tình đồng chí đồng đội, vui buồn tuần tục cùng chia sẻ. Giờ đây mẫu thân, giờ đây phụ thân của đồng chí Thanh mất, anh em đồng đội đồng ngũ E178 về đây có toàn hương thơm, có vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Sau đây trân trọng giới thiệu đồng chí Dũng đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa và thắp toàn hương. Chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Anh em đồng đội chúng tôi chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình và lòng thành kính trước lúc cụ đi xa, xin cúi đầu mặc niệm. Tất cả anh em một phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm xong, vợ chồng đội đau thương vô hạn cùng gia đình Tang Quyến. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Ơi thế là hết, từ nay đâu còn nữa bóng dáng cụ trên cõi thế gian này, chỉ còn giây phút này đây nén nhang vĩnh biệt trong ngày đau thương. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Mời quý vị đưa góp trở lại bàn con trầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Tang Quyến. Đồng thời 14 đội đau thương mời một vị đoàn tang khách là anh em cùng các cháu trần tộc lên dâng hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình Tang Quyến. Trần Văn Quế được tin cụ 250 về già, nay trong họ anh em chúng tôi cùng con cháu ra kính viếng hương hồn cụ. Trước lúc anh em chúng tôi và cùng con cháu có nén hương trầm và vòng hoa tươi cây nến tháng để kính viếng hương hồn đông. Những lúc cùng là những người cao tuổi trong họ đã xây dựng trong họ một thời trở lên để con cháu theo chân. Đến nay cụ đã bước chân đánh trần để đi xa, để lại cho họ và anh em con cháu một niềm đau thương và nhớ vô hạn. Trước lúc vĩnh biệt ra đi, anh em cùng con cháu có nè có hương và vĩnh biệt cụ và cụ đã xuống cuối ngàn thu. Vĩnh biệt anh em tôi và cụ các cháu quá một phút mặc niệm. Mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Hương chia buồn cùng gia đình tang quyến, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và khách mời đoàn tang khách, ban quản lý di tích và nhân dân tỉnh. Kính thưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi nhận tin buồn mà lòng đau khôn kể, vẻ tây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Thưa hương hồn cụ Trần Văn Quế, kính thưa ban lễ tang và gia đình, cụ Trần Văn Quế là một thành viên của đình cổ lão, cụ là cây cao bóng cả của đình. Nay cụ ra đi về với tiên tổ, là một mất mát lớn của đình. Gia đình mất người cụ, mất người ông, mất người cha rất đỗi hiền hòa thân thương. Hôm nay được tin cụ ra đi, ban quản lý di tích và nhân dân đình cổ lão có sửa vòng hoa tươi, nén nhang thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình. Tính biệt cụ, đề nghị đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vào trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Đây xin trân trọng kính mời quý vị vui gót trên địa bàn đã cất trầu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi thế là hết từ đây đâu còn nữa. Bóng dáng cụ trên cõi thế gian này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Đã qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trên địa bàn đã cần trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến và anh Dương hôm nay. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Đã qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trên địa bàn đất con trầu chia sẻ mặc niệm bắt đầu. Đã qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trên địa bàn đất con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Đồng thời 14 giờ tức thì từ hương hồn cổ kính quý, cụ ơi nhận tin buồn mà lòng đau khôn kể, vẻ tây buồn xin chia sẻ nỗi phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trên địa bàn đất con trầu. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ giờ này xin trân trọng kính mời đoàn tang khách là các cháu với tình cảm bạn của con trai Dương ở bất động sản đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ, xin trân trọng kính mời quý vị vui gót trên địa bàn đất con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thu tính về cổ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu.
tổ chức tang lễ thay lời gia đình Giang Nguyễn xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị vui vót trở lại bàn. Cả gia bàn trà xây chầu hôn đức để gia đình không đôi lời cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn. Cổ kính quý, cụ ơi nhận tin buồn mà lòng đau khôn kể, vẻ tây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị vĩnh trang nghiêm để tâm dành một phút mừng niệm. Phút mừng niệm cụ bắt đầu. Phút mừng niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị đôi gót trở lại bàn đã gần đầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tang quyến xin được gặp ta. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị vui gót trở lại bàn đất con trầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin được gặp ta. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị từng lưu song đổ vui gót trở lại bàn đất con trầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Bình Khiêm, nơi vợ chồng anh Dương thì nên sinh sống. Chúng cháu có mỏ hoa tươi, nén hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Xin thắp gia đình cho đoàn phúc mừng niệm. Phúc mừng niệm bắt đầu. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai. Bye.
mừng cô ơi, vậy là thắp nén hương tâm vì thương nhớ người mà lễ ước dâng chào cảnh chia phôi. Hôm nay đây vĩnh biệt cùng đi trước, dân gian chó thành ở lại nhớ thương người. Ừm, và cũng là để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ cụ tới lúc cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời rằng tiếng chúng ta hãy tính tâm dành một phút mặc niệm để từng nhớ tới cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thưa gia đình tăng chủ, anh em như cháu là bạn bè của anh Thanh. Hôm nay nhận được tin cụ 250 giờ trở về cùng với tiên tổ. Anh em cháu như cháu có nắm nhang thơm để kính viếng hôn hồn cụ. Anh em như cháu cũng không biết nói gì hơn hết. Chúc cụ sống trôi vàng trong giấc mộng ngàn thu. Xin phép gia đình để cho anh em cháu một lần vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, lễ viếng của bạn con trai Thanh bộ cụ đã được chuẩn bị hoàn tất. Ban tang lễ xin được thay mặt ban gia xin được nhận lễ và xin đa tạ cảm ơn tấm lòng bằng ngọc của binh đoàn đã trở về nơi đây, thắp lên cho cụ những nén hương trầm thương ngát. Và trước hết hoàn thần phong, giờ này đây xin kính mời đoàn trở ra bàn trà bàn khách uống nước xây chầu để san sẻ nỗi buồn đau với toàn tăng gia. 14 giờ chiều ngày mai. Trong chương mô hạn này, ban tổ chức tăng lễ thay lời gia đình đang quyến trên địa cầu ra vị đại diện cho đoàn. Đại xin trân trọng kính mời vị đại diện cho đoàn đưa gót trên địa bàn nước Con Trầu chia sẻ nỗi trong chương mô hạn cùng gia đình đang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được gặp ta. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị hương gót trên địa bàn nước Con Trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ kính quý, cụ ơi thế là hết, từ nay đâu còn nữa. Mặc niệm bắt đầu. Qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cầu tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trên địa bàn đất Con Trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, bệnh viện tổ chức lúc đi xa, gia đình xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể tang quyến, được tin cụ 250 về với tiên tổ, chúng con là tập thể lớp 12D, khóa 56 đăng ký, là bạn đồng môn cùng với bà sinh con dâu của cụ. Chúng con có nén nhang thơm vòng hoa tươi về trước linh sàng để kính viếng hương hồn và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với tang quyến. Trước giờ phút ly biệt này, cho phép đoàn chúng con để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Cụ về phút ngày đây nén nhang vĩnh biệt trong ngày đau thương. Của ít lòng nhiều có vàng nhang chiếm nối đến để kính viếng thương hồn cụ. Chúc cụ về nơi tiếng suối được ngàn thu mát mẻ. Kính thưa bà nội, ngay trong hộ ta đã mất một người chúng ta vô cùng thương tiếc, đề nghị các cụ để ra một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Cụ ơi cụ về quái thọ không còn nữa, nhưng đoàn tăng khách đã giả ra dí náo ở thôn Lê Lợi ở lại trộn địa vẹn tình cả trước sau. Hồn về già theo
bay lên đứng ở trời niệm Nam Mô A Di Đà Phật thượng hồn thấm thấm ma hồn ơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thượng hồn tôi của mây già lời chia ly niệm Nam Mô A Di Đà Phật nấu lòng kẻ người đi hôn đi hôn chả quay về nữa đâu niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong nhau thì hôm nay chúng tôi làm có ba phần nhưng đi kinh viếng xong mà bây giờ là chúng tôi sẽ xin tế vong một tuần đến phần thứ ba đó là chúng tôi xin tụng kinh Di Đà cầu siêu chúng tôi xin quay kiến với gia đình thế với bản hội như thế thôi thì các bạn sẽ chuẩn bị để vào mời đoàn tăng khách nhân dân hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình đa quyến. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa xin mời đoàn tăng khách của cháu Cúc và cháu Ngọc đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhà con cháu xin báo hiếu một tuần tế vong, đoàn chúng tôi xin được bắt đầu. Đồng quy lễ hà văn dâng là xin dâng tế vong mà dâng còn hương thank you.
mà dâng tuần hoa quả gọi à là để vong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuần mà vong hồn chúng ta mơ bao quân về ở đàn hồn đi nhà ơi. Nữa bóng dáng cụ trên quái thế gian này
chỉ còn giây phút này đây, nhẹ nhàng vĩnh biệt trong ngày đau thương. Đây là đoàn tang khách của cháu Quân với tình cảm bạn của Dũng Khoan và cháu Nghị Trinh ở văn phòng. Trong giờ phút đau thương của hàng này, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Đây xin thưa bà Phương Lợi cảm tạ, xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện mà an nắng tam bà pha pha tổng nguyện thầy Như Lai nghĩa dòng sông Nam Mô Liên Trì Hải Nội Tử Kỳ Đà cùng với các dòng ngài thì theo tăng 1250 vị đều là những bậc đại a la hán chúng đều quen biết là trưởng lão ra đời Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Đoàn tăng khách là già nam tín não, tuân lên lời đã về đây dâng tuần hương thơm với lời đi biệt và tế vong và tụ kinh hồi hướng cho chân vong linh hồn cụ. Lạy xin trân trọng kính mời các bạn hương gót để bàn đỡ con trầu để anh đi ăn con cháu những người thân của cụ Quế được đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai, xin trân trọng kính mời các bạn trở về đây tiễn đưa cụ Quế về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Này vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, từ này xin trân trọng kính mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm, bắt đầu.
em đã qua đây ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cầu tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở về bàn với con trầu chia sẻ nỗi. Ơi hai nhà tình nghĩa thông gia, đôi bên mở đối hai nhà chung con. Cụ ơi những mong sao trần thế cụ còn, để cho nội ngoại chồng con về nhờ. Vĩnh biệt cụ người thông gia muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa. Xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Sau này xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở về bàn với con trầu để anh em con cháu những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Đồng thời 14 giờ tức 2 giờ chiều ngày mai trở lại nơi đây tiễn đưa cụ người thông gia về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm cụ bắt đầu. Phút mặc niệm qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trở về bàn với con trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình tang quyến và bạn Dũng hôm nay. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Điểm phút mặc niệm cụ bắt đầu. Mặc niệm đã qua ban tổ chân linh hương hồn cha trần văn quế kính quý trở đúng là cho dù có phải đi tận nơi đâu trong con của cha mà nổi sông biển sông hay lên chân trời góp bề để lấy đốt trường sinh cứu cha sống lại. Thì anh chị em con trong và những người thân đâu đâu có hoàn ngại chi. Nhưng cha ơi thương trường sinh phương bầu chưa cha. Ôi buôn chưa từ ông Nam Tàu đã tình. Sách sách có chữ rằng sinh có hẹn mà từ bất kỳ. Chà chị yêu ơi, trên cuộc đời này có ai mà cưỡng nài được mệnh trời này đâu. Cháu con của cha chỉ trách sao đào hoa xoay vần. Ông tử thần nghiệt ngã. Cả cuộc đời của cha đang chắc vần vất vả. Mà từ thủ hàn vi cho trên đông cha xa rời trần thế. Cả cuộc đời của cha, của mẹ đã chắc chịu từng bát gạo khổ khoai để nuôi anh chị em chúng con khôn lớn trưởng thành. Để giờ đây chúng con bù đắp lại cho cha cái thời đòi bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Thì cha đã hồi theo hầu tiên đồ. Cha để lại trần gian bao nỗi tiếc thương. Cha kính yêu ơi, ngày hôm nay cha thanh thản nên đường về cùng theo tiên đồ. Lòng hành kính của các con, các cháu chắc của cha. Giờ này đây, con nhờ ông con
anh em trong ban nhạc hiếu sơn thượng đến từ thôn Trần Phù, xã Tân Hưng, kết hợp cùng với các con các cháu của cha giờ dày tết tuần tế mong thượng họ cho chân linh hương hồn của cha. Để 14 giờ chiều ngày mai, cha Thanh thản lên đường đưa cha về theo hầu tiên đồ. Vâng kính thưa vâng linh hồn cụ, cổ cây cổ phẳng phất nơi nào. Giờ này đây, ông con, anh em, chúng con, cùng với các con, các cháu chắc vừa cổ, dâng lên đứng cơm chén rượu tuần trà, gọi là tuần tuần tế ngôn thượng họ cho chân chính hương hồn hồ. Ông con, anh em, chúng con giờ này chi được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
cho Oh.
Thank you.
tận kế ngôi tưởng thờ cho chân linh hương hồn của cụ. Ông con anh em trong ban nhà hiếu cùng với các con các cháu của cụ giờ này đến tận tới cũng đã được chung viên hoàn tất linh hồn cụ phạm khắp nơi nào. Xin cụ hãy trở về chứng giám và phục hồi đồ chỉ cho anh chị em con cháu đoạn gia an khang thịnh vượng. An đà Phật.